Vào khoảng 22 giờ 0 phút ngày 29 tháng 9 trên đường Điện Biên 3, do tư ý anh Vũ Ngọc Thanh ở số nhà 20/192, khu phố Mậu Dương, phường Hồng Châu đánh rơi một chiếc ví da cá nhân, bên trong có tiền và nhiều loại giấy tờ tùy thân. Trong quá trình tuần tra, khi đến khu vực đường Điện Biên 3, Thượng úy Ngô Duy Luật, đội an ninh công an thành phố Hưng Yên phát hiện một chiếc ví da màu nâu nằm bên rìa đường, bên trong có một căn cước công dân, một giấy phép xe mô tô, một thẻ bảo hiểm y tế, hai thẻ ngân hàng đều mang tên Vũ Ngọc Thanh và một số giấy tờ tùy thân khác cùng số tiền mặt gần 3 triệu đồng. Sau khi kiểm tra thông tin trên giấy tờ trong ví của người mất, đồng chí đã liên hệ với công an phường Quang Trung để tìm lại chủ nhân chiếc ví. Ngay sau khi tiếp nhận tài sản, công an phường Quang Trung đã liên lạc với anh Thanh và làm thủ tục trao trả.